chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái căn villa ở Sầm Sơn Thanh Hóa này. Tất cả ở đây là của dự án FLC. Dự án FLC này thì xây theo khuôn hết rồi, nhà nào cũng giống nhà nào. Diện tích thì có những nhà thì theo phổ thông ở bên trong không phải là lô góc thì là nó là 250m, mặt tiền của nó 12m, sâu 20. Còn những cái lô góc thì có thể nó sẽ rộng hơn hoặc là bé hơn một chút. Đấy, tùy theo từng cái lô góc một. Còn chung chung ở bên trong ấy, thì là mặt tiền 12m, sâu 20 thì nó rơi vào mặt tiền 12,5m, sâu 20 thì nó 250m. Thế thì chia sẻ cho quý vị là đối với những cái khu này thì hiện nay ấy, là toàn bộ là người ta xây theo cái lối kiến trúc của dự án xây nhà 3 tầng. Và ở đây thì quý vị thấy không ạ, nhà nào hầu như cũng có bể bơi. Cái bể bơi bên dưới này thì do là họ thiết kế theo gia chủ thôi. Có cái bể thì bể xây theo kiểu hình tròn, xây theo kiểu bán nguyệt, rồi xây theo kiểu vuông như thế này. Đấy. Tầng 1 thì nó có một cái phòng khách to và phòng bếp liền nhau. Sau đó thì có một phòng để ngủ. Còn tầng 2 thì 3 phòng, tầng 3 3 phòng. Đấy. Từ đây mà ra đến cái bãi tắm của MLC thì nó rơi vào tầm khoảng độ 500m. Đấy. Người ta có thể đi bộ để đi tắm. Nhưng mà cái bãi tắm đấy ấy, thì nó chỉ tắm được vào buổi sáng. Còn buổi chiều là thủy chiều nó lên là không tắm được, sóng đánh to quá. Đấy. Là không thể tắm được. Nên buổi sáng là người ta đến người tắm rất là đông. Còn những cái bãi tắm như là của khu A, khu B, khu C, khu D ấy, thì là những cái bãi tắm đấy ấy, thì là người ta sẽ tắm buổi sáng hoặc là buổi chiều. Đấy. Khi mà quý vị muốn thuê một cái căn villa như ở bên này, quý vị nhìn thấy đây không ạ? Và cái villa bên này cũng vậy thôi, nó giống nhau hết mà. Thì những căn villa này thuê là 6 triệu một ngày. Và cái sức chứa của cái villa này nó lên tới là khoảng độ 40 đến 50 người, cả lớn lẫn bé. Người ta thuê theo kiểu là hội thanh liên hoặc là hộ gia đình, tức là cái hội gia đình của một dòng họ. Chẳng hạn như bên nội hoặc là bên ngoại, người ta đi, người ta có thể là trong vòng 5-7 hộ gia đình. Thì mỗi một hộ gia đình ấy, thì có khoảng độ 4 người, đúng không ạ? Thì ở đây nó có tất cả là 7 phòng. Và cái phòng khách này thì cũng rất là rộng. Cho nên là khi mà ở đây ấy, thì đa phần là người ta ở tập thể hết. Tất cả những căn villa ở đây là đa phần là người ta ở theo lối tập thể. Người ta thuê xong bắt đầu là ăn chung cùng một chỗ. Đấy. Ngủ thì mỗi người một hộ gia đình một phòng, đúng không ạ? Ăn thì tập trung ăn. Ở đây thì nó có một cái giá trị nữa, tức là người dân ở đây người ta cho thuê ấy, thì là người ta sẽ tính đến cái việc là thuê luôn cả lấu nữa. Đấy, anh em là đến đây là mang đồ rồi thì của nhà đi rồi thì đồ biển cần mua bán như nào là người ta sẽ mua cho mình hết. Đấy, mình chỉ việc coi như thế là ấy thôi. Mình chỉ việc mang người đến và cứ đến giờ là mình ăn uống thôi. Thế nên là nó cực kỳ thuận tiện. Đấy. Rất là hay ở cái chỗ đấy. Cái giá thuê thì nếu để mà tính ra thì cũng tương đối là rẻ mà người ta nấu rất là ngon. Đấy. Ở đây thì nếu mà cứ tính ra một cái căn villa như thế này theo như thị trường thì hiện nay bây giờ ấy, nó rơi vào tầm khoảng độ 17-18 tỷ một cái căn villa như thế này. Đấy. Nó đâu đó khoảng độ 70-80 triệu một mét vuông. Đấy. Đấy là hoàn thiện rồi. Những căn villa như này là người ta cho thuê là nó rơi vào 6 triệu, 7 triệu một ngày. Đấy, cứ tính theo đêm, mỗi một đêm là 6 đến 7 triệu. Đấy.
Và người ta ở đây ấy, thì người ta phục vụ cũng khá là ok. Theo cái giá trị mà chúng tôi thấy ở đây thì đến cái mùa du lịch thì tất cả ở đây đều full hết. Muốn đặt những cái villa này thì đều phải đặt trước, chứ không có là chúng ta sẽ không chọn được những cái villa nó tương đối đẹp, và hai nữa là nó thuận tiện. Đấy. Cái điều mà mọi người có lẽ rằng là sẽ băn khoăn là cái chỗ là ra biển tắm ấy, bởi vì khu này nó cũng khá là xa, thì chúng ta có thể đi bộ hoặc là thuê taxi. Ở đây trong này thì nó không có xe điện chỉ phục vụ cho khu FLC chính thôi. Đấy. Còn đây là những cái khu này là khu dự án của FLC, nhưng mà cái dự án này là đã được các hộ dân người ta mua hết rồi, cho nên là trong này thì cái việc quản lý của FLC nó là quản lý chung. Đấy. Xe ra vào đây là những cái xe điện là nó sẽ không cho mình ra khỏi cái khu vực này. Đấy. Chỉ hoạt động ở trong khu vực này thôi, đến bãi tắm của FLC. Còn chúng ta đi thì chúng ta phải thuê taxi hoặc là đi xe riêng của nhà. Đấy. Như những con xe dưới này là những con xe riêng của họ. Và chúng ta thấy được rằng là ở đây ấy, không khí mọi thứ nó rất là yên tĩnh và rất là đẹp. Mà xung quanh đây người ta thuê rất là đông, nhà nào cũng vài chục người, người ta đi theo kiểu như là hộ gia đình. Đấy. Cho nên là nó rất là đông. Anh em nào mà tìm hiểu sâu hơn về cái khu FLC của Sầm Sơn Thanh Hóa thì anh em có thể đến trực tiếp, bởi vì chúng tôi thì đến đây cũng rất là mới. Hai nữa là khu vực này nó rất là rộng, thực sự là nó cực kỳ rộng. FLC nó chiếm quá nhiều vào cái khu Sầm Sơn này. Một số thì các cái dự án thì nó vẫn chưa làm, còn một số như ở đây thì nó làm, nó hoàn thiện. Người dân người ta ở đây mà người ta đã cho thuê rồi.